Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn các bước tiến hành vệ sinh đầu vào gói. Dụng cụ chuẩn bị bao gồm máy hút bụi, chổi sơn, hút tụ điện, thang, găng tay và một số dụng cụ chuyên dụng khác. Đầu tiên để vệ sinh đầu báo, ta sẽ tháo đầu báo ra khỏi đề, sau đó tháo nắp miệng bảo vệ đầu báo. Tiếp theo ta sẽ tháo đề nắp nhựa bảo vệ sensor phía bên trong, tháo hai nắp nhựa bảo vệ. Ta tiến hành tháo các lưới lọc bụi. Sau đây tôi sẽ tiến hành các bước vệ sinh đầu báo. Để vệ sinh đầu báo, ta sẽ tiến hành đồng thời dùng máy hút bụi và chổi sơn để vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong, ta sẽ tiến hành đắp lại đầu vào. Các bước tiến hành đắp lại đầu vào sẽ làm ngược với khi tháo ra, ta sẽ đặt lưới lọc bụi. Sau đó gắn nắp nhựa này vào thân của đầu vào. Lắp tiếp lắp lại vào miệng, lắp được vào miệng phía bên ngoài. Như vậy là ta đã vệ sinh xong.